Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tiếng tuần rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có các cái nội dung chính như sau. Phần thứ nhất, Hùng Lê cùng với anh chị em của chúng ta sẽ đi view các cái danh mục, các cái nhóm ngành rất là căn bản, từ nhóm trụ, nhóm thép, nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, xây lắp hạ tầng, nhóm dầu khí, và cuối cùng thì chúng ta còn thời gian chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành về thủy sản, về than, mía đường. Đó. Và còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã pen. Phần thứ hai, Hùng cùng với các anh chị chúng ta sẽ nhìn nhận lại, đánh giá lại tất cả cái kịch bản phân tích tuần trên bản tin tuần video số 134. Và phần cuối cùng sẽ có một vài các cái dự báo về xu hướng của VN Index, của VN30 và của phái sinh trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh của tháng 7 các anh chị, và chúng ta sẽ có một vài các cái dự báo về mặt xu hướng. Còn để mà chúng ta cập nhật được chi tiết những cái phân tích hàng ngày, những cái phân tích hàng ngày về đánh giá về thị trường chung cũng như đánh giá về các nhóm ngành, thì các anh chị em có thể về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, hoặc là các anh chị có thể tham gia team cộng đồng ở ông có để đường link ở bên dưới các cái dòng thời gian bản tin tuần, thì chúng ta có thể tham gia. Thì cũng có chia sẻ một số các cái thông tin phân tích hàng ngày lên trên nhóm team cộng đồng để cho các anh chị có thêm những cái thời gian, có thêm những cái thông tin tham khảo trong quá trình chúng ta đầu tư. Tuần vừa qua thì chúng ta có một vấn đề, đó là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, đó là vấn đề về tin đồn. Thì như chúng ta cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Báo chí cũng đã lên rất là nhiều, và tin đồn liên quan đến họ nhà Vích, thì sau đó thì báo chí cũng đã có rất nhiều bài báo, đặc biệt là các cái thông tin từ Bộ Công an. Thêm vào nữa thì sau đó cũng có đọc một cái bài báo liên quan đến câu chuyện 4 tỷ đô của nhà máy sản xuất xe điện ở Mỹ thì được IPO do công ty con của Vích ở Sinh IPO và huy động toàn bộ vốn nước ngoài chứ không lấy tiền từ Việt Nam để đầu tư. Đấy là một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba nữa là nó có liên quan đến một cái dự án cao tốc 23.000 tỷ do Vích và một cái công ty nào đó là đang đầu tư, và hiện tại thì cũng đang là làm rất là tốt, thấy là đăng đàn như vậy. Vậy thì liên quan đến câu chuyện tin đồn thì chúng ta cũng thấy rằng tin đồn là một trong những cái thứ cũng khá là hay. Từ những cái tin đồn nó thành thực tế ở trong quá khứ, nó không phải là đã không xảy ra. Chính vậy nên là các chuyên gia tư vấn và bản thân như Hùng Thùng cũng nghiệm ra được một cái quá trình, đó là nếu như tin đồn nó là thật, biến thành thật ấy, thì thông thường cái cổ phiếu của cái nhóm mà bị liên quan đến tin đồn nó bị đè rất là dài, nó bị đè luôn, và nó đè trong một thời gian rất là dài và cổ phiếu liên tục rớt giá đó. Còn nếu như mà tin đồn mà nó cứ dạng cho là chưa đến mức nghiêm trọng đi, Hùng nói như vậy, chưa đến mức nghiêm trọng, thì cái cổ phiếu đó nó chỉ bị khoảng 1 đến 2 phiên thôi, và sau đó thì nó sẽ quay lại trở lại một cái trạng thái cân bằng. Thì như vậy đấy là những cái tin đồn mà nó không có thật đó, thì chúng ta cũng dựa như vậy thôi. Có một cái kinh nghiệm mà mọi người lưu truyền ở trên các cái diễn đàn hoặc là lưu truyền trong cái quá trình đầu tư là như vậy. Và một cái bằng chứng nữa là chúng ta thấy rằng nếu như họ Vích mà có biến thì nhóm ngành ngân hàng sẽ bay màu đó. Và trong tuần vừa qua thì nhóm ngành ngân hàng cũng đã có những cái phiên giao dịch rất là tốt, và nó chứng minh cho rằng là nó vẫn đứng vững và nó vẫn ổn định sau những cái tin đồn như vậy. Thì tạm quy hoạch là những cái tin đó nó chưa có thật đó. Còn khi nào mà nó thật thì giá cổ phiếu nó sẽ bị đè, và nó đè một cách kinh khủng hoảng luôn đó. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Và cũng chính vì tin đồn nên trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch của ngày thứ hai đã có những cái điểm chỉnh giảm tương đối là mạnh, thì đấy là nó do liên quan tin đồn. Và sau đó thì index của chúng ta đã có một cái sự phục hồi rất là tốt trong những phiên giao dịch tiếp theo, và nhìn chung ở trong tuần vừa qua là một tuần thành công đối với rất nhiều nhóm ngành. Thì chúng ta sẽ đi phân tích các anh chị, và nhóm ngành mid cap, nhóm ngành penny, đấy là những nhóm mà đa phần nhà đầu tư của chúng ta nắm giữ, thì chúng ta đã có một cái tuần giao dịch rất là tích cực và rất tốt, thậm chí là tăng tốt nữa là khác đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến Vick. Đây, câu chuyện về tin đồn thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai, Vick đã rơi về khoảng quanh vùng 66, tức là nó sẽ test lại ở cái đáy bên này một lần nữa. Và nhìn chung trong cả tuần thì Vick cũng đã giữ được giá ở trên vùng 68 khá là tích cực. Với xu hướng hiện tại thì Vick có khả năng sang tuần ở vùng 68 đến khoảng vùng 69 sẽ tiếp tục tích lũy như ngang. Vinhome cũng đã có những phản ứng khá là tốt trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, thì Vinhome đã test lại biên 5858.5, chính là cái đáy mà nó đã tạo ra ở trong tuần trước. Thì phiên giao dịch ngày thứ hai nó đã test lại, và sau đó thì gần như cả tuần thì nó giao dịch đi ngang ở quanh ngưỡng 60 khá là tích cực.
Nhìn về xu hướng như này thì Vinhome sẽ có một cái biên từ biên 58 đến khoảng biên 60. Đấy là những cái biên mà Vinhome sẽ tiếp tục tích lũy thêm. VRE cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần thì VRE chỉ có một cái nến test khá là sâu ở đây. Thì cái nón ở đây thì hùng B sang đây, tức là khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 25.5, đó là cái vùng hỗ trợ sâu nhất. Còn cái vùng hỗ trợ mà chúng ta nói đến ở đây đó là quanh vùng 26, thì các anh chị nhìn thấy đây, 4 phiên VRE chỉ giao dịch quanh biên 26 cũng tương đối là tích cực. Nhìn về xu hướng này thì nó phải cần cái lực cầu nó tốt hơn, nó khoảng tầm độ 4 triệu cổ phiếu đánh cổ phiếu VRE thì đó VRE mới bắt đầu có những tín hiệu phục hồi. Hiện tại thì tín hiệu tích lũy nền là rất là đẹp. Vinamilk thì đối với Vinamilk chúng ta có phân tích một cái sóng lên của Vinamilk và dự kiến là Vinamilk sẽ cán lại vùng 76 đến vùng 78. Trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã có phiên giao dịch ngày thứ hai rất là tích cực, tuy nhiên kết phiên thì nó đã không giữ lại được ở mức cao nhất. Như vậy là ngắn hạn và kết tuần thì Vinamilk đã bị mất, tạm gọi là mất vùng 72. Như vậy thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, nếu như Vinamilk không công lại được vùng 72 cộng thì xu hướng nó sẽ quay trở lại test vùng 70 ở đây rồi tích lũy tạo nền, sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. VDC trong tuần vừa qua thì VDC có hai nhịp chỉnh, một là dự quay lại 127.5, hai là quanh vùng 125 đến khoảng vùng 126. Nhìn chung với tín hiệu này thì VDC hiện tại là chưa có nhiều động lực khi mà đường MACD, đường MAC đang có xu hướng cắm đầu đi xuống. Thì cổ phiếu chủ đạo là đi ngang, nó sẽ đi ngang ở quanh dự kiến tuần tới khoảng quanh trong 124 đến khoảng vùng 125. Sông Kiên Giang đã có một tuần giao dịch nhìn chung là tương đối tích cực, khi nó đã vượt thoát thành công ở đây, nó vượt thoát thành công vùng 15.5 đến vùng 16 và đã có những cái thời điểm mà suýt soát nó đánh lên vùng gần vùng 18 ở đây khá là tốt. Nhìn chung sau khi mà nó thoát lên, nó đã có được một cái biên 16.8 tích lũy ở đây tương đối là thành công, và với lực đánh như hiện tại thì chúng ta sẽ hướng cái vùng kháng cự của SKG lên khoảng vùng 18 18.1 và xa hơn sẽ là vùng 19 năm đến khoảng vùng 20. Cái vùng 19 năm đến vùng 20 đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh, thì khả năng về đến vùng này sẽ bị đạp. Nhưng mà ngắn hạn thì tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng được ở khoảng quanh vùng 18. Mansan ở trong tuần vừa qua đây chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 100. Thì Mansan có xu hướng test lại cái đáy cũ ở bên này đó, và tuần vừa qua thì nó suýt soát có những cái điểm gần vùng 100. Đồng thời thì nó sẽ hình thành lại một cái vùng kháng cự đây 103, 105. Đó, chạm cái vùng kháng cự đây các anh chị, 3 phiên chạm kháng cự, 4 phiên chạm kháng cự thì nó đều bị thụt lại. Như vậy thì tuần tới khả năng cao thì xu hướng của Mansan vẫn đi ở trong cái biên này, biên từ vùng 100 đến khoảng vùng 105. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu trụ liên quan và cũng đồng thời là nhóm ngành bảo hiểm luôn các anh chị. Thì đối với BVH ở trong tuần thì chúng ta có nói đến khả năng test tích lũy lại ở quanh vùng 54 đến khoảng vùng 54.5. Đây các anh chị có hai cây nến mà BVH đã test lại vùng tích lũy này. Đồng thời trong tuần thì nó cũng đã break được cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 56.5. Hai cái nến trả cung như thế này thì cũng tạm gọi là tích cực, bởi vì là cái lực lực cầu nó bán ra không đáng bao nhiêu, và đường MACD thì về căn bản là đường MACD vẫn đang nằm ở trên một cái kênh xu hướng tăng. Chính vậy nên là chúng ta sẽ có cần thêm cái dữ liệu đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền ở quanh vùng nó trả cung ở vùng 55.5 đến khoảng vùng 56 ổn định và lực cầu quay trở lại, thì chúng ta vẫn trong cái nhịp này thì chúng ta vẫn hướng cái target của BVH về vùng 59.5 đến khoảng vùng 60. Đó, chúng ta vẫn giữ nguyên cái target này. BMI thì nhìn chung ở đây chúng ta nói rồi, vùng hỗ trợ kỹ thuật 27, vùng kháng cự ngắn hạn ở đây vùng 28 29.2, thì khi gặp vùng này khả năng nó sẽ có cái sự rung lắc nhất định ở đây, nó lằn ngoằn ở đây có thể test lại cung vùng 28, và nhịp này thì dự ở đâu đó khoảng target ở khoảng quanh vùng 32. MIG trong tuần vừa qua cũng đã có những cái gọi là những cái biến tương đối là đẹp, nhưng phiên kết tuần thì hơi xấu một tí. Cũng không sao. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây MIG nó có cái vùng 225 đến khoảng vùng 23, đấy là vùng hỗ trợ. Đấy, cùng lắm thì nó sẽ xuống xuống đâu đó khoảng vùng 21.5. Đó, các anh chị có thể đặt, khi mà chúng ta đặt lệnh thì chúng ta chia nhỏ lệnh ra và chúng ta thì có thể gom ở quanh một cái biên hỗ trợ trong một biên kỹ thuật nào đó chúng ta đã định sẵn. Đó, cái cách mà chúng ta gom cổ phiếu sẽ là như vậy. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ, gồm có mã cổ phiếu trụ PNG. Kết quả kinh doanh thì được kỳ vọng khá là tốt ở trong quý 2.
Còn với tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn 110, 112 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, và dự kiến thì P&G sẽ tiếp tục có những cái điểm tuần mới, sẽ có những cái điểm test lại ở quanh cái biên này. Và sau đó thì cũng sẽ phải tìm kiếm, phải nhìn nhận đánh giá được cái đây cái đường MACD, giống như Hùng vẽ đấy đó, và nó phải có một cái sự chuyển pha nào đó, thì cái đó thì cổ phiếu mới bắt đầu bước vào một cái trend phục hồi được. MBWG nhìn chung thì trong tuần vừa qua có nhiều bài báo viết khá là tiêu cực đối với cổ phiếu này, đặc biệt là đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Mọi người đang đàn rằng là nó hết hấp dẫn rồi, nó hết cái gì đó, thì cũng không có quan tâm. Không quan tâm ở đây đó là gì, kháng cự ở đâu, kháng cự ở đây các anh chị, vùng 80 đến vùng 79, vùng 80 đây là vùng kháng cự, vùng này thì đừng có mua vào nữa. Ok, sau đó thì chúng ta đang phân tích một sóng xuống, cũng không quan tâm đến là có kết hay không kết, nhưng cái câu chuyện khi cổ phiếu gặp kháng cự là chúng ta đừng có đâm đầu vào. Rồi nó chỉnh thì bắt đầu trong tuần vừa qua cũng đã phân tích đến vùng 69 đúng không ạ, vùng 69 bị mất ở trong bản tin tuần video số 132 33, thì nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi về ở vùng 64, 64 đến khoảng vùng 64.5, vùng 64, 64.5 bị mất thì nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi về ở biên 61 đến 62. Quy luật vận động của cổ phiếu nó sẽ như vậy, nó không có cái gì nó thể cản được cái đường đi của cổ phiếu á đó. Còn chả có nhà đầu tư nước ngoài nước mèo nào ở đây hết á, đấy tất cả chỉ là chim lợn, rồi là những cái bài báo thuê viết đấy, chỉ toàn là những cái bài báo để mà úp nhà đầu tư, rồi để mà hù nhà đầu tư, hoặc là để họ thực hiện một cái công cụ nào đó thôi, quan điểm cùng như vậy. Và các anh chị muốn đánh được chứng khoán, muốn 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 làm chủ được cuộc chơi thì chúng ta phải hiểu được cái sự vận động của cổ phiếu, chỉ có như vậy thôi. Đấy, tất nhiên là gì, tất nhiên là không phải là khi nào chúng ta cũng có thể đánh giá được hết. Các anh chị có những cái tình huống bất thường, ví dụ như thương vụ anh Quyết còi bị bắt, đấy là thương vụ bất thường dẫn đến cái câu chuyện là tất cả những cái tính toán của chúng ta nó bị sai lệch. Xong đó đến cái thương vụ của Tân Hoàng Minh và một số cái thương vụ sau này nữa đó, thì những cái đó, những cái yếu tố bất thường nó thì không không ai có thể phân tích được đúng không? Đấy, bây giờ đùng đùng loàng loàng thế này, tự dưng ông Vích ông dính án cái là tự dưng thế là mình hỏng rồi, ví dụ như vậy đó, là mình cũng có thể lường trước được những điều đó đó. Nhưng bằng cái phương pháp phân tích kỹ thuật, bằng những cái dự đoán tiên lượng thì chúng ta cũng đã sẽ dự báo được cái sơ sơ cái xu hướng vận động của cổ phiếu đó. MBWG sẽ tuần tới nó sẽ có vùng 61 đến khoảng vùng 62, sâu hơn sẽ là khoảng vùng 60. Cổ phiếu PET PET thì ở đây chúng ta tạm thời ở vùng 29 30 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, và vùng 35 là vùng kháng cự đó, có mua thì mua ở độ và bán thì bán ra ở vùng kháng cự. DigiWorld nhìn chung thì có một cái lực hồi ở đây, nhưng lực hồi này không đủ lớn thì nó sẽ quay trở lại test. Đầu tiên nó sẽ test lại vùng 53. 53 mà giữ được thì nó sập sình nó đi ở đây, còn nó không giữ được thì nó sẽ đi về vùng 50, và ở đây thì chúng ta lưu ý rằng đường MACD đang cắm đầu đi xuống. Đấy là một cái tín hiệu mà cổ phiếu nó thường khi mà đường MAC cắm đầu như thế này thì chủ đạo nó là đi ngang hoặc tích lũy, ít khi nó bật được. HX trong tuần vừa qua HX đã giao dịch cực kỳ tốt, và bản thân thì cái mã cổ phiếu này chúng đã có phân tích những cái phân tích khuyến nghị rất sớm đó, từ vùng 17 đến vùng 18 ở đây. Chúng ta túc tắc chúng ta gom, và cái mã cổ phiếu này thì đó các anh chị, nó chúng ta có thể tra lại tất cả những cái phân tích về về HX ở đây đó, ví dụ đây đó, thì tại cái vùng đây là khi mà nó break được cái vùng này này 20 rất đẹp này, gom tiếp đó. Và trong các bản tin tuần thì cũng đã có những cái phân tích đây, khi mà nó break vùng 20 ở đây và nó có một cái biên xây ở đây đó, thì tuần này là nó đã hướng đến cái vùng kháng cự ở đây. Bản chất đây là vùng kháng cự các anh chị, 22 đến khoảng vùng 22.5 đang là vùng kháng cự của HX, và nó cũng đang có 3 phiên tích lũy nền ở đây khá là đẹp, lực cầu phiên nay khá là ổn đấy, nhưng mà hơi tiếc là nó không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất. Nhìn về mặt ý đồ, về mặt ý tưởng thì khả quan là nó sẽ hướng lên vùng kháng cự 26 đến khoảng vùng 27. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cổ phiếu thép. Thì đối với nhóm thép các anh chị, Hùng đã có những cái phân tích định lượng rất là rõ ràng về mặt phương hướng. Về mặt phương hướng đó là nhóm thép thì chúng ta cần phải phải làm gì, chúng ta cần phải giao dịch như nào, ví dụ ở đây đó thì chúng ta sẽ từ từ ngày 20 20 từ ngày 28 tháng 6, tức là đầu cuối tháng 6 và bắt đầu đầu tháng 7 đó, thì chúng ta bắt đầu có những cái phân tích cập nhật nó về nhóm ngành cổ phiếu thép, bao gồm 4 mã cổ phiếu vùng thường xuyên phân tích đó. Đấy, khả năng vẫn có test lại biên 21.5 đến biên 22, đó là những cái điểm mà chúng ta gom.
ngày 6 tháng 7 thì tiếp tục quan điểm của nhóm ngành này là vừa mua vừa ngắm, vừa mua vừa gom, vừa mua vừa xác nhận xu hướng và vừa mua thì vừa tính toán thêm các cái yếu tố về mặt kỹ thuật của thị trường. Nó ví dụ vậy như HPG có giá 21.5 này, Hoa Sen có 16.5, 16.7 này, rồi Nam Kim là có về quanh 18 này. Đó, rồi những cái mã cổ phiếu chủ đạo đồng sẽ phân tích. Đó, 13 tháng 7 này. Chúng ta nói đến giá thép này. Nói đến thép này vào ngày hôm qua, đó. Liên tục rất là đẹp. Nhóm thép thì tuần tuần phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên cực kỳ đẹp của nhóm thép. Thì chúng ta nhìn lại đây, đó các anh chị, chúng ta cũng không thể vội vàng được bởi vì các anh chị nhìn thấy đây, thép đã có khoảng tầm 3 tuần tích lũy. Và chúng ta không cần gì phải vội cả. Khi cổ phiếu xanh thì đừng có nhảy vào, mà cái cổ phiếu trả cung á, thì chúng ta mua. Đó, chúng ta có vùng 21.5 đến vùng 22. Đấy là những cái thời điểm mà các anh chị cứ túc tác chúng ta gom dần. Phiên ngày hôm nay thì nó đẩy hơi tiếc một tí. Vùng kháng cự 23.5, hôm nay đánh đúng kháng cự luôn, tụt. Tức là không giữ được lực cầu cao nhất, và lực cầu hôm nay thì đánh 47 triệu cổ phiếu, khá là kinh hoàng. Đó. Và nếu như trong trường hợp mà cái lực cầu của Hòa Phát vẫn tiếp tục duy trì được thì quả này Hòa Phát đánh to. Hay đấy. Tuần tới chúng ta kỳ vọng vượt vùng 23.5 đến vùng 24, và nhịp này thì cũng đang hướng Hòa Phát công ở vùng 26. HSG chúng ta cũng bắt đầu phân tích một sóng lên ở đây, từ cái thời điểm Hoa Sen ở vùng 13.2, 14 ở đây. Rồi chúng ta bắt đầu hướng dần lên. Hướng dần lên thì tuần này chúng ta có nói đến vùng kháng cự 17.7 là một cái vùng kháng cự rất là quan trọng. Về mặt lý thuyết thì nó đã vượt qua được vùng 17.7, nhưng tuần này nó chưa break được vùng 20 nên là hơi đuối. Đó, thì tuần tới mục tiêu tiếp theo của Hoa Sen nó phải break, nó phải vượt thoát được cái vùng 20. Sau đó nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại quanh vùng 20 không thủng, thì khi đó chúng ta mới nâng được cái target của em này lên khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 25. Nam Kim hiện tại lực cầu cũng đang rất là tốt, và phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu đánh kháng cự 20.5, và hình như nó cũng chạm đúng kháng cự 20.5 mà nó bị rụt đầu xuống. Đó, và Nam Kim thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên từ vùng 16-16.5, và chúng ta bắt đầu hướng dần lên, ví dụ 16.5, sau đó thì chúng ta lại hướng lên 17.5. 17.5 xong thì tích lũy tạo nền ở quanh vùng 18.1, và chúng ta tiếp tục hướng lên vùng công kháng cự vùng 20.5. Công 20.5 thành công thì chúng ta sẽ hướng vùng 22, và sau đó thì chúng ta sẽ hướng vùng 25 đến khoảng vùng 26. Đấy là những cái mục tiêu mà chúng ta cứ từ từ, bởi vì nhóm thép nó còn phụ thuộc thêm cái giá thép của thế giới. Bây giờ là giá thép thế giới chỉ cần quay đầu tăng điểm trở lại thì như vậy là nhóm thép nó sẽ vào cầu rất là đẹp luôn, khi nào nó có hiệu ứng. Cổ phiếu TVN tuần vừa qua, 3 tuần chính xác là 3 tuần vừa qua, chúng ta có nói đến vùng 7.7 là hỗ trợ kỹ thuật, vùng kháng cự 8.5, và tuần này nó bắt đầu đóng kháng cự 8.5, và tuần tới thì khả năng là nhóm thép ổn thì nó sẽ break vùng 8.5 để đi về vùng 98, 97, 98 đến vùng 10. Đây là cái kháng cự tiếp theo. Cổ phiếu TLH có nói đến vùng biên tích lũy 87 đến vùng 9, và vùng hướng đến vùng kháng cự đây là vùng 10. Còn break được vùng 10 thì khi đó sẽ có thêm cái sự phân tích, bởi vì bản thân là bao giờ nó cũng vậy, nó có khả năng là nó sẽ kéo qua vùng 10, tức là nó kéo về vùng 11, sau đó thì nó sẽ nhả cung. Đó, và những cái điểm nhả cung này sẽ là những cái điểm mà chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu nếu có các anh chị nhá. Và để nhận được thêm những cái phân tích thì mời các anh chị về cùng với team của Lê. Tuần này các anh chị lưu ý dùng mã cổ phiếu VGS cũng đạt tín hiệu đẹp rồi, và sang tuần tới các anh chị hoàn toàn có thể đặt mua ở quanh vùng 17.3 đến vùng 18. Theo quan điểm của Hùng thì khả năng nó vẫn còn có những cái điểm tích lũy trả cung lại ở quanh vùng 18 đây, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom. Với một mục tiêu ở trong nhịp này thì sẽ đánh về khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 24, khỏe thì sẽ lên được vùng 24, còn yếu thì nó tầm về vùng 22 bắt đầu nó sẽ chỉnh cung ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ dự như vậy và chúng ta sẽ phân tích thêm. Đó, còn lực cầu của ngày hôm nay là nó đã đánh tương đối tốt rồi, cầu vượt trung bình 21 phiên. Và nhìn về tổng quan thì đường MACD nó đang có một cái tín hiệu tích cực hơn, đó là nó đang bắt đầu hướng lên. Đấy là cái xu hướng, nó thể hiện rằng cái xu hướng phục hồi của cổ phiếu. Ok, nhóm ngành dầu khí, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Thì đối với nhóm ngành dầu khí, các anh chị lưu ý là quan điểm trong bản tin tuần video số 134 thì cũng có nói rồi, nhóm ngành dầu khí sẽ tiếp tục tích lũy. Và tuần này thì khả năng cao nhóm này cũng sẽ tiếp tục tích lũy, bởi vì hiện tại VKTI là nó đang chỉnh cung và nó đang tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 94.5 đến khoảng vùng 96 U trên một thùng. Hiện tại thì giá dầu đang tăng trở lại, giá dầu đang tăng 2 đô trên một thùng.
Đó, thì hiện tại là giá dầu đang tăng. Và cái nhóm P mà trong thời điểm hiện tại nó cần phải tích lũy, vì sao? Bởi vì nhóm P đã tăng rất tốt ở trong thời gian vừa qua, trong khi những nhóm ngành khác không tăng, thì một mình P đã có một cái tỷ suất tăng lợi nhuận cực kỳ tốt ở trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy nên là cái nhà đầu tư họ có lãi, họ sẽ chốt lãi, và sau chốt lãi như vậy á, thì họ sẽ đi tìm kiếm những cái cơ hội khác, và hiện tại thì dòng tiền nó đang hút sang thép, ví dụ như vậy. Thì cái câu chuyện là để mà P kích hoạt lại dòng tiền thì nó phải có một số các nhóm ngành khác bị chốt. Còn hiện tại là thép chưa bị chốt, bất động sản chưa bị chốt, banh chưa bị chốt, chứng khoán chưa bị chốt, thì nhóm P nó sẽ có xu hướng tích lũy thêm, tích lũy thêm. Vậy thì đối với nhóm P thì các anh chị em cứ túc tác từ từ, vừa mua vừa ngắm. Đấy, vừa mua vừa ngắm. Rồi, gáp chạm vùng đây các anh chị, đây là hỗ trợ, thì bây giờ nó sẽ trở thành kháng cự, 100 sẽ trở thành kháng cự. Và khi chạm kháng cự này thì nó sẽ có những cái xu hướng test về đâu, thì trong tuần vừa qua nó có những cái điểm test kỹ thuật tương đối đẹp ở vùng 93.5 đến vùng 95. Khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ có những cái điểm trả cung kỹ thuật lại ở quanh vùng này. Chưa bật được. Đó, và bật được hay không thì nó còn, chúng ta chỉ cần nhìn cái đường MA CD này thôi. Đó. Đường MA CD này nó nối và nó hướng lên. Như vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà cổ phiếu, cái xác suất mà cổ phiếu tạo đáy rất là cao. Ok. Cổ phiếu Pelix thì mà chưa có nhiều yếu tố đột biến, khả năng tuần tới vẫn sẽ có ở vùng 38.5, sau đó thì biên 39.5 đến biên 40 sẽ là biên tích lũy thêm, cầu đang ở mức thấp như này thì khả năng khó. PVT sau khi mà nó chỉnh cung về ở biên 18 18.5, nó có lực hồi và xu hướng nó sẽ quay lại test test cái lực hồi đó. Đây đang là những cái cây nến test lại, thì tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 18.5 đến vùng 19, nhưng vùng này thì chúng ta cứ thăm dò dần dần. Còn để mà đánh mạnh mẽ thì dòng tiền nó phải vào, nó hút hơn cơ, dòng tiền nó phải đạt khoảng tầm trên 5,5 triệu cổ phiếu trên một phiên. PVS ở trong tuần vừa qua nó cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu phục hồi, đúng không? Tín hiệu phục hồi, và nếu như chúng ta xem bản tiến tuần thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt được ở vùng 21.5, thậm chí là có những cái điểm sâu sâu hơn ở đây. Bởi vì sao? Hùng đã có nói mô phỏng rồi, tức là trong phiên thì thường thường PVS hay có những cây nến nhún sâu, và đấy là đặc tính của một số các mã cổ phiếu ở trên sàn HX. Đó. Thì vùng 21.5 có luôn, thậm chí đạt vùng 20.5 khớp, vùng gần suýt soát vùng 20, 20 thì không khớp, nhưng khoảng tầm vùng 20.5, 21.5, 21 là hoàn toàn có thể khớp được trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Sau những cái phiên giao dịch đẩy khá là tốt thì PVS nó sẽ có xu hướng trả lại cung, khỏe thì nó sẽ trả lại quanh 22.5, mà yếu thì nó sẽ trả lại quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 22, tức là tuần tới thì PVS sẽ có một nhịp test nhẹ nhàng ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái tín hiệu cầu, ví dụ như lực cầu đánh khoảng tầm độ 14 triệu cổ phiếu trên một phiên và giá tăng trở lại, thì đấy là thời điểm các anh chị có thể mở điểm mua hết đối với mã cổ phiếu PVS. PVD trong tuần thì PVD cũng đã có những cái điểm tích lũy rất là tốt, và các anh chị nhìn thấy đây. Đây là cái đường dưới này, là cái đường MACD mà Hùng vẽ để mô phỏng rằng nếu như cổ phiếu mà tăng á thì nó phải bắt đầu đi ngang, nó có pha đi ngang ở đây và sau đó nó phải ngóc đầu lên, thì các anh chị nhìn thấy đây là một cái pha đi ngang. Đấy, nó đi ngang và bắt đầu này, cái đường này bắt đầu nó ngóc đầu đi lên, thì nó thì cái xác suất mà cổ phiếu tạo đáy nó sẽ rất là cao, và đối với PVD là như vậy. Đó, sau khi mà chúng ta nói đến những cái vùng chỉnh cung của quanh 15 thì nó có một cây nến đẩy lên và nó vượt thoát lên được cái vùng 16 rất là đẹp, và nó tiến lên cái vùng kháng cự 17.5 đến khoảng vùng 18 ở đây. Hơi tiếc một tí, nó kéo lên khoảng tầm vùng 18 sau đó nó nhả cung thì nó sẽ đẹp hơn, đẹp hơn, và tuần tới thì nó sẽ có ở vùng 16 164, các anh chị có thể gom thêm quanh PVD, và mục tiêu thì PVD sẽ đánh vượt thoát vùng 18 để chúng ta nâng cái vùng kháng cự của nó lên khoảng vùng 20 cộng. Đó. Cổ phiếu OI nó không có gì thay đổi cả. OI thì có vùng hỗ trợ 11.5 đến vùng 12, thì đấy quanh vùng 12. Đấy, trong tuần vừa qua nếu như chúng ta có đặt quanh vùng 12 thì chúng ta ở đây có vùng 11.8, đấy vùng 11.82, tức là rất là sát luôn. Các anh chị hoàn toàn có thể xem những bản tin tuần, và khi chúng ta gom ấy, nếu mà chúng ta gom ở đấy, nếu mà giả sử chúng ta gom 11.8 đến vùng 12 và bây giờ 12.4, ít nhất là chúng ta không bị lỗ cái đấy. Đấy, kết tuần là chưa bị lỗ. Thì như vậy là thành công hơn so với những anh chị em mà đua ở vùng 12.5 ở đây, đúng không ạ? Ok, đúng không? Đó. Ta xem bản tin thì ông Hùng bảo là vùng này thế thì thôi, thì ta đặt ở vùng 18, vùng 12, sau ta đặt thêm vùng 11.5, biết đâu nó lại khớp. Ví dụ như thế, thì đấy là những cái cách mà chúng ta tư duy. Đó, chúng ta tư duy các anh chị nhá. Rồi, cổ phiếu BSR cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, nếu như mà chúng ta chịu khó xem những bản tin tuần của Hùng thì đấy, chúng ta mà, ông này ông bảo ở vùng 22.
Nó sẽ cày bừa quanh những cái vùng này, thì đấy tôi thử đặt quanh vùng 22, thậm chí là phiên này là vùng 218 cũng khớp, 215 cũng khớp. Đó, thì chúng ta cố gắng là chúng ta mua ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Đó, tuần tới thì khả năng là chưa thể bật được, nó vẫn sẽ mặc dù đường MACD bắt đầu có tín hiệu thu thu hồi, nhưng mà cái tín hiệu đi của đường giá chưa chưa đẹp lắm. Khả năng vẫn còn có những cái điểm quay quay lại quanh vùng 22. Có mua thì mua đặt quanh đấy. POVK cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta có nói đến những vùng chỉnh cung 13, 12 năm và 12. Thì trong tuần vừa qua là có vùng 12 năm nó cày khoảng 2 cây và sau đó nó vượt thoát lên ở vùng 13. Với tín hiệu này thì cũng chưa bật được, nó cũng phải vòng vo tam quốc ở đây quanh khoảng thêm 1 2 phiên nữa để chờ thêm cái sự phục hồi của VKTI ở quanh vùng 13. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích tiếp cho các anh chị một cái nhóm ngành rất là quan trọng. Nhóm ngành rất quan trọng và nhóm ngành này thì mới bắt đầu phân tích quay trở lại trên bản tin tuần video số 134. Vì sao? Bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta đang tập trung ở một số các nhóm ngành khác và nhóm ngành này thì nó chưa có thực sự là được hút được dòng tiền. Tuy nhiên là trong cái tuần bản tin video tuần 134 thì cũng đã nhận diện thấy một số cái tín hiệu nó khá là tích cực. Đó là nhóm ngành bất động sản, xây lắp và hạ tầng. Thì cũng đã chọn lọc ra một số các mã cổ phiếu để chúng ta view. Đầu tiên là chúng ta phải view đến DIG và CEL. Bởi vì sao? Bởi vì đây là linh hồn của hai cái nhóm này. Tại sao lại nói linh hồn? Bởi vì khi mà hai con này mà xanh ấy, thì cả cái dòng bất động sản nó tự dưng không ai bảo nhau cả, tự dưng nó xanh. Nhưng mà đang xanh ấy, đang đang xanh nhá, thị trường thậm chí là thị trường đang xanh mà hai con này đỏ phát là thị trường đỏ luôn. Đấy, nên nên nó là linh hồn của thị trường, nên nó là linh hồn của nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành xây lắp, nó là như vậy. Thì đối với DG là cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị ở vùng 34 đến khoảng vùng 35 ở trên nhóm. Nói chung là bây giờ để chúng ta tìm lại thì nó mất thời gian lắm. Nó mất thời gian. Nói chung ở trên này 12 tháng 7. Và trên nhóm thảo luận nữa, một số các anh chị có hỏi ở trên nhóm thảo luận nữa thì chúng ta đã có những cái trả lời ở trên đó. Và chúng ta hướng đến cái kháng cự 40 thì trong tuần thì DG đã break được vùng 40 và sau khi break được vùng 40 thì nó có 4 phiên test tích lũy ở trên vùng 40 theo quan điểm của Hùng là đẹp. Theo quan điểm của Hùng đẹp. Mục tiêu thì trong nhịp này ngắn ngắn thì DG sẽ đánh về khoảng quanh vùng 50, tức là cái nhịp này target ở khoảng được khoảng tầm trên 25%. Từ 40 từ à đâu hơn chứ các anh chị, từ 40 lên 50 đã 25% rồi, còn chưa kể khúc là từ 34 35 mà lên đến 40 nữa. Đó, thì như vậy là cái target tương đối là ok, một nhịp ta làm ngắn ngắn thế này là đẹp rồi. Có thể về đến đó vùng 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 49 50 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt. Sell hiện tại tín hiệu kỹ thuật thì quan điểm của Hùng cũng rất là đẹp. Đó, biên 26 đến biên 27 là biên để các anh chị cân. Trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích thêm biên 28 là biên hỗ trợ, các anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, nó chít chít cứ chạm 28 mà nó đội lên. Nhưng đồng thời nó cũng có vùng kháng cự 30, cứ gặp 30 nó bị đạp xuống. Đó. Thì câu chuyện là gì? Chúng ta biết được cái kháng cự và biết được cái hỗ trợ như vậy á, thì chúng ta sẽ chủ động trong cuộc chơi của chúng ta, tức là chúng ta là người chủ động ở trên sân chơi chứ không phải để những cái thằng khác nó dắt díu chúng ta. Đấy. Rồi chúng ta biết được thằng này mày đá về vùng 30, 30.4 ở đây là vùng kháng cự, bố mày không mua nữa. Đó. Nhưng mà về đến mày đạp về vùng 28 thì anh lại làm tí tẹo lệnh vào đấy. Cứ mỗi phiên làm tí như vậy để chúng ta dò thêm xu hướng, các anh chị nói thì nói vui. Thế thôi, đó, nó dân dã một tí thế thôi cho nó vui đúng không ạ? Và mục tiêu của nhịp này thì sell sẽ đánh về khoảng vùng 35 đến vùng 36. Cặp đôi thứ hai đó là HBC và đất xanh. Thì đối với HBC phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí, nó đã đánh được vùng 20 rồi, nhưng mà cái vùng 20 này cũng khoai phết đấy. Đây các anh chị, kháng cự mà. Đồng thời thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 18.6, phiên ngày thứ hai chạm 18.6 bật lên. Trên góc độ kỹ thuật thì Hùng vẫn kỳ vọng ở trong nhịp này HBC sẽ break vùng 20 và hướng về vùng 22 đến khoảng vùng 23. Đất xanh ngày hôm nay cũng có những thời điểm đánh khá là tốt. Nó đã thoát được cái vùng 20 cộng rồi nhưng mà cuối phiên lại đóng lại ở vùng 21.95, hơi tiếc nuối một tí. Thì với đất xanh là vùng 19.5, vùng 20 hỗ trợ. Tuần này chúng ta đang xây cái kháng cự 22 ở đây. Thì 22 là về mặt lý thuyết là như vậy là chúng ta đạt được cái kháng cự 22. Tuy nhiên là nó cao cao hơn một tí trên này nữa thì mới đổn này, 25. Vậy thì trong tuần tới khi mà cái lực đà mà nó không đủ lớn thì thông thường nó sẽ quay trở lại một một nhịp nữa.
Và cái nhịp quay lại đây, đất xanh các anh chị lưu ý ở khoảng vùng 21, nếu mà ai đang cầm đất xanh thì có thể giải lệnh ở vùng 21, 212 đến khoảng vùng 215. Đấy sẽ là những cái thời điểm mà những cái vùng giá mà dự kiến đó, dự kiến anh chị, dự kiến nó sẽ 215 đó. Dự kiến nó sẽ trả cung về đó và chúng ta không. Cái cặp đôi thứ ba đó là cặp đôi SCR SC SCR SCR. Đối với SCR chúng ta có hình thành một cái vùng 87 đến 9 ở đây. Tuần này chúng ta nói đến vùng 9.8. Thì sau khi đây phiên giao dịch ngày thứ hai nó có vùng 9.8 mà nó đẩy lên. Đẩy lên thì nó chưa vượt thoát được cái vùng kháng cự 112. Nên nó vẫn đang khá là lừng khừng ở cái vùng này. Từ cái biên 9.8, 10 và đến 11.2 thì như vậy là tuần tới nếu khả quan ấy, thì nó sẽ đánh về 11.2 và nó lại nhả cung thêm một cái nhịp nữa. Và phải chờ một cái tín hiệu nào đó có một cái lực cầu nó đánh khoảng tầm 8 đến khoảng tầm 10 triệu break. Break vùng 11.2 thì đẹp đấy. Và nhìn về mặt thế trận thì SCR nhịp này là bắt chúng ta bắt đầu tích lũy được rồi. Đó, tích lũy được rồi, đầu cơ được rồi. Đấy, đầu cơ được rồi các anh chị. Đầu cơ được rồi. Đấy, nó cũng đã gần như về mặt kỹ thuật là trong nhịp này khi mà SCR về 8 là nó cũng về hết một cái nhịp tạo lập ở đây. Và các anh chị nhìn thấy này, đó, nhìn cái đường mark này. Đó, cái đường mark này là Hùng yêu yêu lắm luôn đây này. Nó đang cắm này. Các anh chị nhìn thấy nhá, nó đang cắm này. Nó đang cắm này. Rồi, xong đến cái đoạn này là Hùng bắt đầu nó đi ngang này. Rồi sau đó nó bắt đầu ngóc đầu lên này, thì đấy sẽ là những cái thời điểm vàng để không nói như vậy, thời điểm vàng để chúng ta bắt đầu chiến đấu. Và đối với SCR thì khuyến nghị rồi, khuyến nghị chiến đấu rồi, múc múc. Chờ break vùng 11.2 với lực cầu xác nhận khoảng tầm 8-10 triệu cổ phiếu thì có thể vào full. LDG cũng như vậy, trong thời điểm hiện tại LDG đánh rất là hay và bắt đầu sau một cái sóng xuống ở đây. Sau một cái sóng xuống ở đây. Đó, thì chúng ta bắt đầu bắt lại nhịp ở vùng 7.5 đến vùng 8 và bắt đầu hướng dần vùng kháng cự này, vùng 8.7 này. Xong đó hướng đến vùng 9.35 này và bây giờ hướng đến vùng 10. Ở phiên ngày hôm nay LDG đánh cản 10 nhưng mà đánh không thành công. Chính vậy nên là nó còn lùi lại một tí nữa. Thì với LDG về mặt quan điểm kỹ thuật là nó cũng khá là đẹp rồi, khá là đẹp rồi. Chỉ cần cái lực cầu nó đánh khoảng tầm từ 10 đến khoảng tầm 14, 15 triệu đây thì khi đó thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu chạy nước rút. Còn đây đang là những cái giai đoạn tích lũy. Tạo nền thì cổ phiếu nó cứ đi tà như vậy thôi, cứ bình tĩnh. Ok. Cái cặp đôi tiếp theo đó là CI rất là đẹp. CI thì đây, CI. Những cái phân tích về CI khá là sớm. Ngay từ đầu tháng 7 từ CI đó. 28 tháng 6 là chúng ta đã bắt đầu nói đến CI và nói đến NBB trong cái nhiệm vụ chém cá ở trên thớt. Còn nếu mà các cái tài khoản mà mua mới thì chúng ta sẽ bắt đầu giải ngân. Thì đối với C2 như vậy là nó đã hình thành được cái đáy ở đây tương đối là đẹp. Tuần này thì C2 lại có thêm một cái bước tiến mới trên cái đà tấn công, đó là nó công vùng kháng cự 20, mặc dù công không thành. Phiên này công nháp không thành thì nó sẽ lùi lại, như vậy là nó sẽ lùi lại quanh vùng 19-19.5. Và nhiệm vụ thì nó sẽ phải tiếp tục công lên ở vùng 22, sau đó nó sẽ chỉnh cung và mớm mám thì ít nhất nhịp này nó sẽ đánh đến khoảng quanh vùng 24. Và C2 thì bây giờ chúng ta đánh dài được rồi, gom dài để chúng ta đánh dài được rồi. Thì hẳn là các anh chị cũng nhớ lại một cái trận đánh ở bên này. Cái trận đánh ở bên này các anh chị có thể xem lại những cái video mà cái tầm này. Thì là Hùng Lê cũng bắt đầu xây dựng cái đội hình của C2 và sau đó thì C2 nó có một cái trang kỹ thuật nó tăng phi mã. Thì trong cái giai đoạn hiện tại cũng như vậy, cái cổ phiếu C2 này rất có duyên và chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta từng bước chúng ta xây các target tiếp theo. NBB tuần này hơi tiếc một tí, nó công kháng cự 18 không thành, cái vùng 18 này khá là khoai. Tuy nhiên trong tuần trước và phiên ngày giao dịch ngày thứ hai thì đã xuất hiện một cái dòng tiền, cứ tạm gọi là dòng tiền lớn đi, dòng tiền lớn tạm ổn. Và cái dòng tiền lớn này thì ít nhất là nó cũng phải xem nó sẽ lên được khoảng quanh vùng 20. Ở từ 15 mà lên được vùng 20 là nhịp 1, sau đó thì nó sẽ chỉnh cung, tích lũy tạo nền và sau đó sẽ phân tích tiếp cái xu hướng. Cái bộ tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đó là FCN. Một mã cổ phiếu này chắc chắn là rất nhiều nhà đầu tư bị kẹp lại. Và bây giờ chúng ta đã tìm cách để xử lý. Từ vùng 12 mà lên được đâu đó quanh quanh vùng 15 rồi.
Tuần này hơi tiếc một tí, vùng 15-15.5 thì nó chưa công được kháng cự, thì nó sẽ có vùng ở đây là vùng 14. Tuần tới nó sẽ tích lũy ở quanh vùng 14 và chúng ta sẽ có đánh giá thêm. VCG cũng như vậy, chắc chắn rất nhiều tài khoản kẹp VCG và chúng ta đã tìm lại ở vùng 17 là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuần này thì có vùng 18.8 đến khoảng vùng 19.3, 18.8 ở đây. Nó đã hướng lên được cái vùng kháng cự và sau đó thì nó đang có những điểm tích lũy tạo nền ở đây. Nhìn chung về xu hướng về mặt kỹ thuật đó, thì kỳ vọng nhịp này ở khoảng quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 nó sẽ chỉnh cung. Và căn cứ nhịp chỉnh cung này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm xem là nó có đánh được về vùng 26 không. Đó, căn cứ tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta mới đánh giá thêm được. LCG cũng khá là ổn, vùng 96, 96 đến 99 tích lũy và nhịp này thì LCG cũng bắt đầu có những cái tín hiệu phục hồi với dòng tiền đang đánh tương đối khá là tốt, có những phiên đã vượt 5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng vùng 13, như vậy từ vùng 9 mà lên vùng 13 là 4, hồi được khoảng tầm 4.000 anh chị, 4 mà trên 9, 4 mà trên 9 là khoảng tầm 44%. Nhìn như vậy thôi nhưng mà trong một cái nhịp này chúng ta cố gắng chúng ta đảo hàng chém cá ở trên thớt. Nó đạt được khoảng tầm 15 đến 10% là đã cười ra nước mắt rồi, mà nó lên được khoảng tầm 30% nữa thì không có gì phải nói cả, và chúng ta chỉ cần làm một vài nhịp thôi thì như vậy là chúng ta sẽ về bờ, chắc chắn là như vậy. TDH thì nó liên quan đến cái tính đầu cơ khá là cao, chúng ta lưu ý, và đối với mã cổ phiếu này thì cũng đã khuyến nghị ở vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.6 chúng ta túc tắc chúng ta nhặt. Vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 6.8, mục tiêu nó phải đánh vùng thủng vùng 6.8, sau đó đánh thủng vùng 8 thì cái đó cổ phiếu mới bắt đầu có thể kích hoạt được những cái tính năng chạy tốt hơn. Đối với cổ phiếu DRH cũng đã được khuyến nghị đầu tư. Đối với DRH thì cái tính đầu cơ của nó tương đối là ổn đó, và vì sao chúng ta lại 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 chơi nó ở trong cái thời điểm hiện tại thì đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây đó. Nó cũng gần như về đến vùng 9, vùng 8 ở đây thì nó cũng bắt đầu về gần như là nó trả hết cái nhịp tăng ở trước đó rồi, tức là cây thông Noel đã về bên bên này. Tất nhiên là nó có thể vẫn có thể thủng tiếp, tuy nhiên là đó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đường MACD sau khi hướng lên một trend tăng và nó đang cắm đầu đi xuống đó. Nó đang cắm đầu đi xuống và ở đây thì nó sẽ bắt đầu đến cái đoạn này nó bắt đầu nhìn thấy nó bắt đầu đi ngang rồi. Sau cái giai đoạn đi ngang đó nếu như nó còn ngóc đầu ở đây thì đấy là thời điểm đập chết ăn thịt luôn. Còn cái thời điểm này là cái thời điểm gì, chúng ta đi dò đáy. Dò đáy thì phải như thế nào, thì phải chia nhỏ điểm mua ra rồi chia trong nhiều ngày rồi mua từ từ, rồi là vừa mua vừa ngắm đó, vừa mua vừa chạy đấy, kiểu như vậy đó. Tức là vừa ăn trộm nhưng mà vừa phải ngó xem là thằng chủ nhà nó có thức không, nó thức hay là nó ngủ đấy, mỗi ngày trộm tí. Thì tuần này là một bước tiến cực kỳ tuyệt vời rồi đúng không ạ, bước tiến rất là đẹp từ vùng 7.8 và cổ phiếu này đã đẩy được về vùng 9. Ở phiên ngày hôm nay thì ngồi lên vùng 9 cộng nhưng mà nó hơi đuối một tí, cuối phiên nó bị chốt một tí đó, thì cũng không sao cả. Như vậy thì tuần tới nếu có gom tiếp thì gom ở đâu, 8.79, 8.8 đi thử xem nào, 8.775, 8.75 đó, nó khoảng khoảng quanh vùng 8.75 có thể đặt để chúng ta gom thêm. ITC cũng là một cái mã cổ phiếu mà trong nhóm cổ phiếu ngành bất động sản mà hiện tại thì cũng đã có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là ok. Sau khi mà nó xây vùng 9.2 đến vùng 9.5 và hiện tại thì nó đã trong tuần thì nó đẩy được qua vùng 9.8. Thì nó sẽ có xu hướng test lại vùng 9.8 đến vùng 10 và vùng này chúng ta sẽ gom thêm. Mục tiêu ngắn ngắn thì sơ sơ nó sẽ đánh về khoảng vùng 12 đến khoảng vùng 12.5. Làm tạm nhịp 1. Tuần này các anh chị chú ý thêm cổ phiếu Nam Long. Thì Nam Long cũng đã gọi là có một cái trend kỹ thuật chìm sâu đúng không ạ? Chìm sâu trong biển nước rồi. Sâu phết đấy, chìm sâu phết đấy. Nam Long cũng đỉnh ở vùng 65. 65 66 mà chỉnh về vùng 35 là cũng khoảng mất 50% về thị giá từ đỉnh. Như vậy là độ chiết khấu khá là sâu. Và đến thời điểm hiện tại thì mình nhìn thấy là vùng 35.5 đến khoảng vùng 36.5 nó đang hình thành một cái trend và một cái xu hướng bẻ trend ở đây. Nếu như mà chúng ta học sâu về lý thuyết của Livermore thì chúng ta sẽ nhận diện thẳng rằng cái điểm mà tích lũy tạo nền ở đây lần hai ở vùng 35.5 đến khoảng vùng 36.5 đây sẽ là những cái vùng mua rất đẹp.
Tuần tới nó có thể kéo lên vùng 40 và sau đó những cái điểm chỉnh cung khoảng vùng 37.3. Rồi nếu có thì ở vùng 36 36.5. Đấy là những vùng mà các anh chị em của chúng ta có thể canh để chúng ta gom thêm 55 anh chị. Cổ phiếu KDH tuần này, KDH cũng đang tương đối là hay rồi. KDH cũng chìm sau một cái nhịp chìm cũng tương đối mạnh từ vùng 52 và nó chìm về cũng tận vùng 34 35. Thì sau khi mà về đến vùng này ở đây thì đây sẽ là một cái mô hình phân tích khá là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật các anh chị. Sau khi nó test đáy ở vùng 34 thì nó hình thành được cái biên, đây là biên 35 đến khoảng biên 36, như vậy rất là đẹp rồi, rất là đẹp. Tuần tới thì các anh chị có thể ke những cái biên ví dụ như là vùng 35.5 đó, vùng 36, nói chung là chúng ta rải lệnh ra đó, chúng ta thăm dò mà đó, chúng ta thăm dò đáy ở đây, chúng ta bắt từ từ và sau đó nếu như ở các cái phiên giao dịch tiếp theo mà lực cầu, ví dụ lực cầu nó vẫn tiếp tục duy trì được ở khoảng tầm độ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là tín hiệu rất tốt. Phiên ngày hôm nay nó nhả cung đó, nó nhả cung và nó chỉ đánh khoảng tầm 700.000 cổ phiếu như này là cực kỳ đẹp trong phân tích kỹ thuật. Đó, và sau một cái phiên kéo tốt thì nó sẽ chỉnh cung và sẽ là cái thời điểm của các anh chị canh gom rất là ok. Rồi nhóm ngành bất động sản, xây lắp, hạ tầng thì nhìn chung vẫn đang ở trong một cái trend khá là tốt và chúng ta sẽ kỳ vọng những cái điều tích cực hơn sẽ đến với nhóm này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành bất động sản. À, xin lỗi cả nhà, nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì hai cái nhóm ngành này nó đã có một cái đà tích cực ở trong trong cái thời gian vừa qua, nó đã rất là tích cực trong thời gian vừa qua anh chị. Nó đã giúp thị trường ổn định và nó cứu thị trường ở những cái thời khắc mà nó nói chung là cực kỳ khó khăn. Nhưng ví dụ như tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích, ví dụ thời điểm mà VN30 và phái sinh nó tiệm cận cái vùng 1.200 điểm, 1.205 điểm, đấy là những cái thời khắc cực kỳ khó khăn của thị trường và nó đã cứu cánh đó. Và hai cái nhóm ngành này thì cũng là hai cái nhóm ngành trụ lực mà được cùng phân tích khuyến nghị đầu tư trong cái thời gian vừa qua đó, khá là ok. Vietcombank, nhìn về ý đồ tạo lập của Vietcombank thì chúng ta trong bản tin tuần chúng ta có nói đến ở quanh vùng 72.5 và có những cái điểm ở đây này, tức là chúng ta lấy cái mút nến của cây nến này hoặc thậm chí là có vùng 68.5, những khả năng vùng 68.5 thì nó hơi khó và chỉ có cái mút nến này thôi thì nó sẽ hợp lý hơn đó, tức là quanh vùng 71 đến khoảng vùng 71.5. Trong tuần vừa qua thì nó cũng bắt đầu hình thành được một cái trạng thái tích lũy khá là tốt ở đây đó, thì Vietcombank nó sẽ tích lũy thêm và khi mà Vietcombank đánh vừa thoát vùng 74 thì như vậy khả năng là khi đó nhóm banh nó sẽ đồng loạt vào đánh, và banh hiện tại thì cũng đang nằm ở những cái thế trận rất ok. Vietcombank thì nó chỉ mang cái tính chất gọi là tạo lập về điểm số về thị trường thôi. Ở MBB như vậy là tuần vừa qua MBB đã có nhịp sọt đây đó, test lại đúng hỗ trợ 24 24.5. Mục tiêu thì vẫn công vùng 26.5 đến vùng 27 sau đó nhả cung và mục tiêu này thì vẫn được tiếp tục thực hiện ở trong tuần tới. Bit trong tuần vừa qua, chính xác là 2 tuần vừa qua thì Bit đang hình thành ở đây, đó là cái vùng kháng cự 37 38 đấy anh chị, 37 38 này cứ chạm về đến vùng 37 nó bị sọt lại, nó bị sọt lại. Tuần cũ thì chúng ta cũng đã có những cái dự báo phân tích về khả năng BIDV sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 34.5 và sâu hơn thì nó chỉnh về vùng 33.5, vùng 34. Cây nến ngày thứ hai thì có sọt thủng vùng 33.5 nhưng mà kết phiên thì nó vẫn ở trên 33.5 cộng, như vậy là cái vùng chúng ta dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nó khá là sát. Ba cái nến không thể bứt thoát được vùng 37 38 nên nó lùi về thủ thì nó sẽ thủ về đâu? Nó sẽ thủ về quanh vùng 35 3, tuần tới 35 3 hoặc sâu hơn sẽ là 34 5. Đây sẽ là hai vùng thủ kỹ thuật mà nó sẽ quay trở lại test cung, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Công thương ở đây, trong tuần chúng ta có dự báo này, khi mà chạm vùng kháng cự 27 thì nó sẽ sọt về đâu? Nó sẽ sọt về vùng 25 25.5. Tuần vừa qua hai điểm về 25.5 và bắt đầu nó lại long lại lên vùng 27 cộng. Mục tiêu của công thương thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, đó là cái vùng 27 27.5 là cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây. Thì ở đây nó cũng như vậy, nó lên được đến đây và nó không thể vượt thoát được cái vùng 28 ở đây và nó bị thất thủ ở đây thì cái vùng này chúng ta cũng sẽ lưu tâm.
Đó, chúng ta phải chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật xem là cung cầu nó có đánh break được vùng 28 không. Đó, còn cái vùng mua khi đến vùng 28 thì chúng ta không nên mua nữa. Trừ trường hợp nó kéo lên vùng 29 30 test lại cung thành công ở vùng 28 thì khi đó mới mua. Còn tuyệt đối đây là vùng kháng cự rồi, các anh chị lưu tâm. Techcombank thì tuần vừa qua nhìn chung là nó chủ đạo là test lại cung ở quanh vùng 36. Tuần tới thì khả năng vẫn tiếp tục đi ngang ở vùng 36, sâu hơn thì có thể phải tính toán ở khoảng quanh vùng 34 6 đến khoảng vùng 35, tức là hoàn toàn có thể là sẽ có những cây nến kiểu như thế này, tức là nó rút, nó test về đây xong nó rút chân lên, thì đấy là hoàn toàn có thể. Có mua thì chúng ta sẽ đặt ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy. STB 2 tuần phải nói gần gần hơn 2 tuần. 2 tuần STB tích lũy ở vùng 22.5 đến vùng 22.2 đến vùng 22.5. Tuần này thì hơi tiếc nuối một tí nha, ra với lực tích lũy như này thì STB nó phải công lại được lên vùng 24 24.5 rồi, nhưng mà hiện tại thì cổ phiếu này vẫn chưa thể công nổi vùng 24. Còn đóng cửa ở ở cái ngưỡng này thì cũng tạm gọi là tích cực, tạm gọi là tích cực khi mà nó vẫn ở trên cái vùng hỗ trợ. STB thì nó phải đánh khoảng tầm độ 30 triệu cổ phiếu trên một phiên cơ. Lực cầu nó phải tầm 30 đến 40 triệu, khi đó nó kéo nó mới phê. Ở ngắn hạn này chúng ta cứ cầm và quan sát thêm ở vùng kháng cự 23.5 đến khoảng vùng 24. Liên Việt Postbank nhìn chung là Liên Việt Postbank nhịp này cũng đang khá khẩm ở đấy. Đó. Từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 2 12 12.3 phân tích lên ở vùng 13. Từ vùng 13 thì chúng ta nâng kháng cự lên ở vùng 14 và tuần này thì đóng cửa đúng kháng cự 14 luôn. Phía này là có tích ở trên 14 cộng nhưng mà bị tụt hụt hơi. Nhìn về mặt xu hướng như thế này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là nhịp này tiếp tục nâng target của nó lên khoảng vùng 15 15.5. SHB thì nói vui là có hoa hậu Đỗ Mỹ Linh về đá cho đội nhà nên là mọi người hào hứng đúng không ạ? Nhưng mà trên trang kỹ thuật của nó thì có vùng 13 13.5, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị, vùng này chúng ta có thể canh gom. Ngắn hạn thì chúng ta có vùng 15 15.2. Đây anh chị này, đây là vùng kháng cự này, hình như đâu đó khoảng 15.2. Thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, 15.3. Nó sẽ mất thêm khoảng tầm độ ít nhất là phải tầm phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba nữa, tức là 2 phiên nữa để nó ổn định ở khoảng 14.8, 14.7 và lên đến khoảng tầm 15.3. Nó đi ở trong biên này, hai cây nến test tạm ổn, hai cây nến test như này thì được xem trong kỹ thuật là được xem rất là khỏe. Bình thường nó sẽ test về khoảng vùng 14 cơ, nhưng mà nó ở vùng 14.6, 14.7 như này là rất là khỏe. Ở BVB thì trong tuần vừa qua có một cái lực cầu đánh ở đây khá là tốt. Nhưng mà 2 phiên liền sau đó thì lại hơi mất hút nhỉ, hơi mất hút. Xu hướng ở khoảng vùng 13.3, 13.5. Tuần tới nếu mà các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta có thể canh gom thêm. Mục tiêu sơ sơ thì đánh về vùng 15, break vùng 15 thì chúng ta sẽ có vùng 16 đây. Nói chung em này thì phải từ từ, không vội được. Lực cầu nó đang kém quá, lực cầu con này nó phải đánh khoảng tầm 3 triệu 7 đến khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đấy gọi là đánh đều ấy, đánh đều trên một phiên thì khi đó thì chúng ta mới có thể bắt đầu có một cái trend nó tốt hơn. Cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng MSB ngân hàng hàng hải ấy, thì hiện tại là cũng đang có những tín hiệu kỹ thuật khá là tốt. Các anh chị mà cầm thì chúng ta sẽ chú ý để chúng ta mà chém cá. Ở vùng 16.3, 16.7 này nó đã hình thành được một cái trend kỹ thuật tích lũy khá là đẹp rồi, thì các anh chị sẽ quan sát thêm động thái thì nó sẽ kéo về vùng 18, sau đó nó nhả cung và những cái điểm nhả cung đó về khoảng quanh vùng 17, 17.2 đó, hoặc là thậm chí là có thể test lại vùng hỗ trợ 16.3, 16.7 ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom ở nhịp này. Tức là nhịp đua xanh thì chúng ta không đua, nhưng khi cổ phiếu trả cung thì chúng ta lưu tâm để chúng ta bám sát tín hiệu. Rồi tiếp theo thì nhóm ngành chứng khoán, và nhóm ngành chứng khoán thì cũng đã hút được cái dòng tiền khá là tốt ở trong cái thời gian vừa qua đúng không? VCI ở vùng VCI thì chúng ta bắt đầu nói đến vùng 28.5 và chúng ta đưa cái target 1 lên vùng 35. Sau đó thì chúng ta nói đến cái vùng kháng cự nó đè ở vùng 37 đến vùng 38 và tuần này thì đã thoát được vùng kháng cự, tức là nó nằm ở trên vùng 38 cộng. À, nó đóng đúng vùng
Cổ phiếu này đóng đúng vùng kháng cự luôn. Thì nhìn chung đây là một cái nhịp trả cung đấy, nhịp trả cung này thì nó cũng hoàn toàn hợp lý. Và mục tiêu tiếp theo ở đây chúng ta đang nói đến vùng kháng cự 42, và em này phải break được vùng 42 cộng. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái target cao hơn, và xu hướng hiện tại vẫn đang là xu hướng tăng điểm. Bởi vì sao đó, trên anh chị nhìn thấy đây, đấy đường MACD nó đang hướng lên thì đây sẽ là một cái nhịp tăng. Đó, trừ khi mà đường MAC này nó đảo chiều thì khi đó chúng ta cần phải lưu tâm, đường MAC đang cắm lên như vậy khá là đẹp. SHS ngắn hạn, các anh chị lưu ý đến vùng vùng hỗ trợ 13.5, và tuần này thì nó đang công kháng cự ở đây. Tuần này nó đang công kháng cự ở đây, đó là vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Phiên ngày hôm nay thì khi công kháng cự thì nó hơi đuối một tí, nó chỉnh cung. Tuy nhiên là cái lực chỉnh cung này nó cũng khá là hợp lý thôi. Tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại thôi. Đây khả năng con điểm vùng test lại khoảng quanh vùng 15.2. Đó, khoảng quanh vùng 15.2. 15.1, 15.2 đây ổn định thì chúng ta sẽ hướng cái vùng kháng cự tiếp theo của SHS ở khoảng vùng 18. SSI vùng 18.5 tuần này thì nó đã tích lũy khá là tốt trên biên 19.5, biên 20. Mục tiêu thì nó phải hướng đến vùng kháng cự 23.2 đến khoảng vùng 24, về đến vùng này nó sẽ chỉnh cung. VND trong cái thời gian vừa qua thì lực đánh của VND khá là tốt, toàn duy trì tầm trên 22 triệu cổ phiếu trên một phiên. Không biết là tay to nào quẩy mà kinh ấy. Nhìn nhìn cái độ quẩy này là cũng kinh khủng. Tức là cái dòng tiền cực kỳ lớn. Biên 17.5, biên 18 là biên hỗ trợ kỹ thuật, và ngắn hạn chúng ta nói đến kháng cự 19. Tuần này thì hơi tiếc một tí là sau một cái phiên đánh khá là tốt ở phiên ngày thứ năm thì phiên ngày hôm nay nó đang trả cung. Trả cung mà nó đóng được ở trên 19 thì nó đẹp hơn, còn trả cung thế này thì nó cũng hơi 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 gọi là hơi miên man một tí, bởi vì đây đây nó cũng đóng lên trên 19, đóng lên trên 19 cộng, sau đó nó cây đến trả cung thì nó cũng khá giống cây này. Và trong trường hợp nếu như nó mất ở vùng 19 ở đây thì sợ là nó sẽ có thêm 1 đến 2 cây nữa, nên là đây. Nên là khả năng nó sẽ lại quay lại test lại một lần nữa. Test lại ở quanh biên 17 năm 18 một lần nữa, VND. MBS rồi, MBS thì tuần này thì MBS đã chính thức thoát được cái vùng 18 ở đây với một lực cầu đánh trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tương đối là tốt. Và sau phiên thoát cung này thì nó có quay lại trả cung, và điểm trả cung này thì tạm gọi là ok, tích cực. Đó, tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 19 193 193, như vậy là khoảng quanh vùng 19 đến khoảng vùng 193 đối với cổ phiếu MBS. CTS hiện tại thì nó cũng đang đi khá là đúng cái ý đồ về mặt tạo lập, đúng không ạ? Từ vùng 13.3 xong đó thì lên vùng 16, và tuần này thì nó đã đánh được lên vùng 17.5. Trả cung như vậy là khá là nhẹ nhàng. Tuần tới thì nó sẽ có ở quanh biên 17 17 5, 17.7 ở đây. Tích lũy thêm 1 2 3 phiên gì đó, hai phiên nó thôi cùng lắm chắc ở tầm khoảng độ 2 phiên nữa, và mục tiêu trong nhịp này nó sẽ đánh lên khoảng vùng 20. Nhóm ngành chứng khoán các anh chị lưu ý hai mã cổ phiếu PEN của nhóm ngành chứng khoán cũng rất là yêu thích AGR. AGR thì chúng ta cũng đã có những phân tích rất là sớm. Ở đây là một cái room không chat và chúng ta có thể tra cứu lại tất cả những cái phân tích, ví dụ như vậy. Break 10 xem thêm 29 tháng 6, đấy ngày 29 tháng 6. 9.3, 9.3, 9.5. Cuối tháng 6, đầu tháng 7 thì chúng ta bắt đầu có những cái điểm tính toán về mặt kỹ thuật của AGR. Ở trong tuần này chúng ta có vùng 9.8 đến vùng 10 và có thêm những cái điểm mua ở quanh vùng 9.8.
Phiên ngày hôm nay là một phiên test tích lũy ở trên 10 cộng, tương đối đẹp. Tuần tới thì khả năng là nếu mà may mắn thì nó sẽ test lại khoảng vùng 10.6. Mục tiêu ở trong nhịp này thì AGR sẽ đánh lên khoảng vùng 12 và sau đó nó chỉnh cung. Nhìn về một cái mô hình đánh thì rất kỳ vọng là nhịp này sẽ là nhịp sóng mới của AGR, và chúng ta chờ đợi thêm những cái tín hiệu. Anh chị nhìn ở đây, khi mà mình có phân tích cái đường MA CD nó hướng lên đó, thì bây giờ nó đang bắt đầu nó hướng lên dần lên rồi, thì đấy là một cái tín hiệu ấm lên của cổ phiếu. 12 chỉnh cung, sau đó kéo lên vùng 15 chỉnh cung, xong test lại vùng 13.6, 14 không không thủng thì ở đây sẽ bắt đầu một cái trend, một trend khủng đấy, trend trend kinh khủng của AGR. Đấy là tương lai, còn tương lai thì chờ thêm đúng không ạ? Chúng ta sẽ phân tích từ từ, chúng ta không vội vàng. Các cụ dạy rồi, đi đâu mà vội mà vàng, mà gấp phải đá mà quàng phải dây. Đó, nên là chúng ta cứ từ từ chúng ta phân tích, chúng ta đi. Cổ phiếu VX cũng là một trong những cái cổ phiếu cái tính đầu cơ rất là cao trong nhóm ngành chứng khoán và chúng ta lưu tâm. Tốt rồi, tuần vừa qua 98 đến 10 tốt luôn, và tuần này thì nó đã hoàn thành nhiệm vụ là công kháng cự 11, mặc dù là chưa vượt được vùng 11 nhưng mà như thế là nó cũng đã có những cái ý đồ tốt rồi. Đó, những cái ý đồ tốt. Thì tuần tới khả năng sẽ có ở khoảng quanh vùng 18 đến vùng 11, và mục tiêu ở trong nhịp này sau khi mà công được 11 rồi thì cái nó phải hoàn thành tiếp với vùng mục tiêu của nó ở đây, đó là vùng 12.9 đến khoảng vùng 13.3. Và khi nó vừa thoát được ấy, thì thông thường là nó sẽ có những cái điểm kéo lên này, nó cái cách đi như vậy và sau đó nó test cung lại. Và nó test cung thành công và nó mở một cái trend kỹ thuật ở bên này thì đấy sẽ là một cái trend rất đẹp. Khi đó thì V sẽ đánh khá là tốt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích thêm cho các anh chị nhóm ngành thủy sản. Đó là nhóm ngành mà được phân tích thêm ở trong tuần vừa qua. Gồm mã cổ phiếu, chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu đầu tiên là mã cổ phiếu IDI trước đi. Về tính đầu cơ của con này nó khá là cao. Thì IDI ở đây, khi mình có phân tích thì mình có nói đến các anh chị rồi là chúng ta dò từ từ ở vùng 7.5 đến vùng 18. Đây sẽ là cái vùng mà gì ạ? Cái vùng dự kiến mà cổ phiếu tích lũy tạo nền tạo đáy ở đây. Đó. Thì chúng ta bắt ở đây rồi thì như vậy là chúng ta đã có ít nhất là cái bước khởi động là nó thành công rồi. Sau cái bước khởi động nó thành công rồi ấy, thì tuần tới chúng ta có thể ke lại ở vùng 19. Đấy, thì vùng 19 có thể nó sẽ có những cái điểm nháp ở đây tả cung lại, và những cái điểm tả cung đấy ở khoảng quanh vùng 18.8 đến khoảng vùng 19, đó là vùng mà các anh chị sẽ tiếp tục thu gom. Rồi sau khi mà chúng ta thu gom được những cái điểm mua đẹp ở đó rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm. Ngắm để xem là nó có đánh được, vượt thoát được cái vùng ở đây không. Nó ví dụ như là tiếp theo ở đây này, tiếp theo ở đây là cái kháng cự đây này, nó đánh vượt thoát vùng 20, như vậy là chúng ta lại tiếp tục bảo à như vậy điểm mua của chúng ta đang thành công, thì break vùng 20 chúng ta lại mua tiếp, ví dụ như vậy. Đó thì chúng ta dần dần thêm, và trong cái quá trình mua đó thì chúng ta sẽ nhận diện thêm cái gì, lực cầu. Đó. Lực cầu bây giờ nó đang bé thế này này thì nó chủ đạo là nó đang ấy đang tích lũy, nhưng mà khi mà lực cầu của con này được đẩy lên ví dụ trung bình khoảng tầm độ 5 triệu cổ phiếu trên một phiên đi, gấp đôi bây giờ đó, thì lúc đó là gì, dòng tiền lớn nó đánh rồi thì lúc đó chúng ta cũng theo bơi theo lái thôi, ví dụ thế. Nó nhiều biến biến số lắm các anh chị, và nó cái quyết định của nhà đầu tư nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu như chúng ta quan sát được cái tính kỹ thuật đó, thì chúng ta sẽ rất là chủ động trong cuộc chơi. Đối với ASM thì cũng đã có nhìn một cái vùng ở đây, vùng 13, 13.5, vùng này thì chúng ta cũng tạm sơ bộ đánh giá rằng đây cũng sẽ là những cái hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn của cổ phiếu này. Nhịp 1 nó đánh đến vùng 15 rồi thì nó sẽ chỉnh cung, tuần tới nó sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 14. Sau đó nó lại dự kiến nó lại tiếp tục nó lại công 15. Và khi mà nó break được vùng 15 với lực cầu xác nhận, ví dụ lực cầu xác nhận là như nào, ví dụ tiền to nó đánh. Đấy, tiền to nó đánh khoảng tầm đây là khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu trên một phiên và nó kéo khoảng tầm độ một tuần hoặc tầm 4 5 phiên thì đấy sẽ là sóng lớn và đường MACD đang tốt lên rồi. Đấy, như vậy là nó báo hiệu là ít nhất là cổ phiếu đang ấm lên, cổ phiếu đang tốt lên, và chúng ta sẽ có thể bắt đầu từ đâu, thì chúng ta lại bắt đầu từ những hỗ trợ chúng ta gom rồi
cổ phiếu chạm kháng cự thì nó sẽ chỉnh cung, ví dụ nó chỉnh cung theo như dự của Hùng ở đây sẽ là vùng 14, như vậy là vùng 14 chúng ta sẽ gom tiếp rồi chúng ta chờ nó đánh vượt thoát vùng 15. Đấy, cái cách kéo của nó như vậy, kéo qua 15 rồi thì nó trả cung lại quanh vùng 15 đây lại mua tiếp, và lực cầu nó bắt đầu bơm 6-7 triệu, 10 triệu cổ phiếu trên một phiên thì tại thời điểm đó là ăn tới tới số luôn và có thể full margin luôn, ví dụ vậy đối với cổ phiếu này. CMX CMX ở đây thì chúng ta sẽ nhìn ở đây đó là vùng 15.5, vùng 15 đây là vùng biên hỗ trợ đấy, trong tuần có luôn đấy, trong tuần có luôn các anh chị đó, đây là những cái vùng mùng đã dự báo cho các anh chị rồi, chúng ta mua ít nhất chúng ta chưa lỗ cái đã đó, đúng không? Chúng ta mua ở vùng 15.5 thì bây giờ cuối tuần là 15.8 vẫn được 0.3, chưa bị lỗ. Còn những cái đồng chí mà đua xanh quả này là lỗ này đó. Vậy thì cái cách là gì? Cách phân tích kỹ thuật là giúp cho chúng ta nhận diện được cái vùng nào chúng ta mua, vùng nào chúng ta nên bán, vùng nào chúng ta nên ngồi nhìn xem đó, chứ đừng có phải đừng có cắm đầu cắm cổ là khi nào mua đâu đó. Tuần tới thì nó vẫn có thêm khả năng, vẫn có thêm ở quanh vùng 15.7-16, thậm chí là cái biên ở đây 15.5 vẫn có, tuần tới thì khả năng là vẫn có. Và đây sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị tích lũy dần cổ phiếu và chúng ta chờ đợi cái điều gì, chờ đợi cái đường MACD, chờ đợi cái tín hiệu dòng tiền nó đánh tốt hơn thì chúng ta sẽ gom mạnh hơn. ANV trong tuần vừa qua thì đã khuyến nghị bắt ở vùng 42.5, có thể phòng dư thêm vùng 39 đến vùng 40, nhưng mà vùng này không có, đấy là cái điểm phòng dư. Khi chúng ta mua thì bao giờ chúng ta phải tính toán thêm một cái điểm phòng dư ở bên dưới để đề phòng, nếu như mà cái điểm mua trên này mà của chúng ta bị thất bại thì về đến điểm này chúng ta vẫn còn có tiền để chúng ta mua. Bởi vì sao? Bởi vì là hoàn toàn ANV có thể chỉnh về vùng 39 đến 40 mới tích lũy trở lại được. 4 cây nến tích lũy tương đối thành công 44.2 đến 45, như vậy tuần tới thì các anh chị cứ đặt ở khoảng châu khoảng 44.1 hoặc là 44 đi, nói chung khoảng vùng 44 đến vùng 45 thì vùng 44 cứ thả lệnh một phần ở đây đó, thậm chí là trong phiên chúng ta còn đặt thêm ở vùng 42.5, biết đâu được nó một con nến rút chân nó đạp về đây phát xong nó rút chân lên đó, thì cái đó là chúng ta cứ từ từ. Và sau một cái giai đoạn mà đây đường MACD nó đi ngang và nó bắt đầu ngóc đầu đi lên thì cái thời điểm nào mà nó cắt ở đây, nó đi lên ở đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà sẽ mua tăng tỷ trọng cổ phiếu được. Ở nhóm tiếp theo chúng ta đi phân tích đó là nhóm ngành than. Hiện tại là than đã có một tuần vừa qua, than hôm qua tím tí đã chốt xuống tay, giá cổ phiếu than đang tăng rất là tốt mà hiện tại thì than chưa đánh được nhiều, nhưng ở ít nhất ở trong phiên ngày hôm qua là chốt lãi đó. Rồi ở chốt lãi xong thì Hùng lại tiếp tục nghiên cứu cái tính tạo lập của nó rất là quan trọng. Thì các anh chị nhìn đây, sau một cây nến xanh ấy, thì bao giờ nó có hai cây đỏ đó, đây một cây rồi, khả năng mai tuần tới có thêm 1 đến 2 cây nữa đó, nó sẽ test về đâu đó khoảng quanh vùng 15.5 mà không thủng á. Bản thân là hôm nay là đặt mua thêm 15.5 rồi. Thì thông thường là nó test khoảng tầm 2 cây. Đó, test khoảng tầm 2 cây thì nó sẽ kéo thêm khoảng tầm 2 cây. Đó, thì như vậy là khả năng khả quan ấy là mình vẫn có thể chốt được ở khoảng vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 của nhịp này đối với TVD. Đấy là trong cái phân tích dự báo. CST cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị. Sau một cái điểm kéo lên thì nó có 3 cây nến ở đây và ngày hôm nay là 1 cây. Dự kiến thì nó sẽ trả cung về vùng 15.7, nhưng mà phía này là có điểm sâu hơn đây này, 15.5. Thì CST nó cũng khả năng là nó cũng sẽ mất khoảng tầm 3 cây ở đây và sau đó thì nó còn có thêm một nhịp kéo nữa, và nhịp này thì cũng đang dự kiến chốt được ở khoảng quanh vùng 17.5 đối với CST. TDN cổ phiếu TDN trong phiên ngày hôm qua thì cũng tăng tốt, và TDN thì có phân tích ở đây vùng 22.1 rồi. Nó cũng gần như là cái nhịp 1 nó đánh cũng khá là sát rồi đấy các anh chị, nhịp 1 nó đánh về 14. Đúng chuẩn chỉ luôn đấy. Nhịp 1 đánh về 14 là chuẩn bài rồi. Sau đó nó trả cung lại quanh vùng 13.2, phía này nó trả đến tận 13 cơ. Thì thông thường là như vậy thôi, sau một cây nến xanh đó, thì nó sẽ cái cách đi của nó là như vậy. Cách đi của nó như vậy, 13, 13, 2, các tài khoản mà đã chốt được tím trên 14 cộng 14 thì bây giờ là chúng ta sẽ gom lại 13, 13, 2. Mục tiêu nhịp này thì dự ở quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16, đó là cái đích đến, và đến vùng này thì chúng ta sẽ tất toán. THT sau phiên kịch trần đúng không thì nó bắt đầu nhả,
không có sao cả, nó có nhà khoảng tầm 2 cây. Bình thường nó sẽ nhả đến 2 đến 3 cây và dự kiến ở khoảng vùng 12,9. Quanh quanh 12,9. Phiên ngày hôm nay thì đóng cửa 12,8 nhưng mà dự quanh vùng 12,9. Nó trả một phần đây. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục kéo lên được khoảng quanh vùng 14 năm, kỳ vọng nhịp này sẽ đánh quanh quanh 14 năm. Chứ THT mà đánh được có lên được khoảng vùng 14 thì hơi đuối. Đây này, nó đánh lên 14 xong rồi nó có 1 2 3 cây. Nó giúp tầm 2 3 cây nó chỉnh cung. Tức là 2 3 4 chỉnh cung xong nó có biến thì biến số thì nó sẽ đến trong phiên ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 6. Ở NVC hôm qua cũng đã bắt đầu chạm vùng kháng cự đây, vùng 17 chốt cái đã. Hôm qua chốt 50% rồi. Ở phiên ngày hôm nay thì đang gom lại lệnh ở vùng 16 nhưng không khớp, nó chỉ chỉnh về vùng 16,6 thôi. Nhưng không sao cả, khả năng thì nó sẽ có hai phiên nữa kiểu gì cũng có giá 16. Đấy, không vội, không có gì phải vội vàng cả. Như vậy là gì? Chúng ta phân tích được cái tính tạo lập của cổ phiếu thì chúng ta không vội vàng, chúng ta ung dung, chúng ta chờ, khi nào có thì chúng ta chén, mà chưa có thì thôi, cứ ngồi ngắm, đó, từ từ thôi. TC6 phiên ngày hôm qua cũng tăng kịch trần khá là tốt ở vùng 10. Phiên ngày hôm nay còn kéo lên được tận vùng bao nhiêu ta, 10 chấm mấy đây, 10,3, rất là tích cực. Và thông thường như vậy thôi, đây là một cây, các anh chị, nó cũng kéo qua vùng 10 và nó có 1, 2, 3 cây, 3 cây nữa. Đấy, đây là một cây rồi, thế như vậy nó sắp thêm khoảng tầm 2 cây nữa, không thủng vùng 956. Thì như vậy là chúng ta có thể đặt gom thêm ở quanh vùng 9.5, 9.6, đấy là quan điểm kỹ thuật của Hùng. Đó, và nó sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 cây nến kéo nữa. Và nó kéo được về đâu? Tức là khoảng quả về quanh 11 thì chốt. Đây, đây ông kéo lên được 11 thì bây giờ bên này chắc tầm 11. Hoặc nếu là cùng lắm thì 19, chúng ta gom được ở khoảng tầm 9.5. 9.5 mà chốt được ở 19 như vậy là một cái lệnh nho nhỏ các anh chị, trên 5% đấy, nhìn bé bé thế thôi nhưng mà chắc chắn là trên 5%. Rồi, nhóm than thì về căn bản vẫn là tốt và nhóm than thì là một cái nhóm mà gần như Hùng thường xuyên đánh. Thường xuyên đánh cứ ra ra vào vào thôi, bởi vì cái nhóm này thì mình nắm được cũng khá là căn bản những cái yếu tố tạo lập của nó nên là mình cứ hỗ trợ thì mình cân và về đến vùng kháng cự thì mình tán thôi chứ mình không có cái gì cả. Không có cái bí kíp gì cả mà chỉ có cái bí kíp là xác định được đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự để chúng ta chiến đấu thôi. Nhóm ngành mía đường, chúng ta có mã cổ phiếu SBT. Thì đối với SBT hỗ trợ kỹ thuật chúng ta phân tích rồi, 16 17 đây, 16,6 đến khoảng vùng 17 đây, trong tuần thì có 1 2 cây nến, cây nến thứ hai à. Và test test gần về đến vùng hỗ trợ này. Và mục tiêu thì chúng ta có nói rồi, đó là công vùng kháng cự 19. 19 đến khoảng vùng 19,5, đây là vùng kháng cự mà chúng ta lưu tâm. Khi mà gặp cái vùng kháng cự này thì chúng ta chú ý. Có hàng thì canh chốt và đừng có đua. Đó. Chúng ta phải biết được cái vùng nguy hiểm của cổ phiếu. Đối với LSS, nó sau khi mà bừa ngang bừa dọc ở vùng 9 đến 9,5, tuần này thì nó bắt đầu hướng về vùng kháng cự 11. Nói chung lên vùng 10, đây này, 18 đến vùng 11 là nên chốt đi một ít đây này, bởi vì đây là cái vùng kháng cự rồi. Tất nhiên là đường MACD đấy, đường MACD nó bắt đầu hướng lên, như vậy là một cái tín hiệu. Đó, đúng không ạ? Một cái tín hiệu tốt lên của cổ phiếu. Ok. Vậy thì có công được vùng 11 hay không thì chú Hùng phải cần phải chờ thêm, chờ đánh giá thêm. Lực cầu đang khá là tốt rồi đấy, đánh từ 400 đến khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu trên phiên tạm ổn. Tuần tới thì nó sẽ hướng công kháng cự 11, break được 11 thì khi đó chúng ta tính thêm. Một số các mã cổ phiếu penny chúng ta sẽ phân tích gồm có mã cổ phiếu DLG. DLG là nhóm gỗ các anh chị và hiện tại thì cũng đang hướng các anh chị là chúng ta sẽ bắt đầu ngắm gỗ được rồi. Đó, nhóm gỗ thì trong tuần vừa qua thì DLG đã hoàn thành được cái nhiệm vụ là công lại vùng 4 và cái cản tiếp theo mà chúng ta sẽ hướng đến ở trong tuần tiếp theo đó là vùng 4,5. Khả năng khi gặp vùng 4,5 thì cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu có một nhịp test cung quay trở lại đây và DLG thì bây giờ trong giai đoạn này thì nó cũng đang dò lại đáy thôi với một cái lực cầu khá là thấp, còn em này muốn đánh thì lực cầu nó phải đạt khoảng tầm độ 12 triệu cổ phiếu trên một phiên, đấy là cái tín hiệu tích cực, còn trong giai đoạn hiện tại là nó đang cố gắng phục hồi. Cổ phiếu TTF cũng khá là hay và đối với TTF ở đây nó đã bắt đầu hình thành đây các anh chị này, đó và nhìn ngắm nhìn một cái trend kỹ thuật lập TTF cũng đã bỏ hết rồi đúng không ạ? Đấy, nằm hết ở bên này rồi. Thì đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu thu gom, bắt đầu chiến đấu đối với TTF và trong tuần vừa qua thì TTF đã
hình thành một cái nhịp tăng từ vùng 7 lên đến vùng 8.8. Và lên đến vùng 8.8 đây là một cái vùng kháng cự tương đối mạnh, thì nó đang đi ngang ở vùng 8.2 đến vùng 8.35. Quan sát thêm, nó vẫn cứ đi ngang được như thế này thì là tốt. Và trong trường hợp mà nó bắt đầu có dấu hiệu đánh vừa thoát vùng 8.8 thì các tài khoản đang cầm chúng ta sẽ gom thêm. Đó, ví dụ như vậy. HSS hiện tại cũng đang rất là đẹp rồi, tài chính Hoàng Huy, và các anh chị có thể gom thêm mã cổ phiếu TCH cũng sẽ phân tích thêm. Thì đối với HSS ở đây các anh chị, nó đã có được một cái nền tảng ở vùng 5.5 5.2 đến khoảng vùng 5.4 ở đây rồi. Và trong tuần thì HSS cũng đã bắt đầu công lại được những vùng kháng cự rất quan trọng, đó là vùng 6.2. Và sau khi công được kháng cự 6.2 thì nó có 4 3 cây đi ở vùng 6.2, 6.29 ở đây. Đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho HSS tích lũy, và nó có thể có, tức là cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây có thể cũng đang tính ở đây là có thể là có ở vùng 6 các anh chị nhá. Đó, tức là vùng 6 đến vùng 6.2 các anh chị có thể canh gom thêm. Mục tiêu đó là nó phải vượt thoát được vùng 7 và sau đó nó phải đánh lại được vùng 8 cộng ở đây, vùng 8 ở đây. Khi đánh vùng 8 rồi nó bắt đầu chỉnh cung và nó test lại ở khoảng vùng 6.8 đến vùng 7 mà không thủng á, và lực cầu bắt đầu lúc đó nó đẩy khoảng tầm độ nó đẩy khoảng tầm độ 6 đến 7 triệu đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì khi đó HHS đánh mới phê. Đó. TCH cũng chơi được rồi các anh chị, anh Hạ nhịp này chơi được rồi từ vùng 10, vùng 10.5, đó là vùng mình đã có phân tích khuyến nghị cho các anh em trên team mà chúng ta có thể gom dần. Và tuần này thì nó bắt đầu đẩy được biên 11 11.5, ở đẩy biên 11.5 11.8 là khá là tốt rồi. Và nhìn về mặt thế trận ở đây chúng ta có kháng cự 14 và chúng ta kỳ vọng là TCH trong nhịp này, nhịp nháp đầu tiên, ta gọi nhịp nháp đi, nhịp nháp đầu tiên là kéo từ vùng 10 và lên được đến vùng 14, tức là 40%. Đấy, bé bé thế này thôi mà 40% các anh chị. Ở lên đến vùng này nó chỉnh cung, nó chỉnh về vùng 13 rồi nó đi khặt khà khặt khẹo đây rồi bắt đầu nó đánh tiếp lên, thì khi đó chúng ta tính thêm. HQC hiện tại cũng đang có những tín hiệu rất là tích cực sau vùng tạo nền tạo đáy vùng 3.2 đến vùng 3.5. Tuần vừa qua nó tiếp tục ép được ở quanh vùng 3.9 và đang hướng về vùng kháng cự 4.8 đến khoảng vùng 5. Tuần tới thì khả năng nó sẽ công cái vùng kháng cự này. Đó, công như thế nào thì chúng ta sẽ chờ thêm, nhưng nhìn chung HQC nó phải đánh khoảng tầm độ 25 triệu cổ phiếu trên một phiên. Tất nhiên ngắn hạn thì đường MACD nó đang có những cái tín hiệu tích cực hơn. Đó. JVC là một cái mã đầu cơ rất là quen thuộc, thường xuyên đánh. 4.5 là hỗ trợ kháng cự, ở đây là vùng 5.7 đến vùng 6. Tạm thời thì cổ phiếu này sẽ đánh ở trong biên hẹp như thế này, sau đó thì lực cầu nó phải đạt khoảng tầm 3 triệu rưỡi đến 5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì khi đó mọi thứ nó sẽ tích cực hơn, sẽ ok hơn. Ok, như vậy là tuần này thì danh mục các mã cổ phiếu thì cũng đánh giá như vậy là cũng khá là ok và cũng khá là đủ các cái nhóm ngành để cho các anh chị em có thể chiến đấu. Thì nhìn chung trên góc độ kỹ thuật thì Hùng vẫn thấy rằng nhóm ngành banh, chứng khoán, thép, bất động sản, xây lắp hạ tầng về căn bản vẫn là những cái nhóm trụ lực mà sẽ giúp cho thị trường ổn định trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Bên cạnh đó thì nhóm trụ vẫn đang khá là yếu và sẽ cần thêm thời gian để tích lũy. Và trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng thấy rằng là nhóm ngành midcap đang có những cái tín hiệu tăng tốt, đấy là những cái thời điểm mà tài khoản của chúng ta, NAV của các cái nhà đầu tư nó sẽ tăng tốt lên khi mà nhóm ngành penny và nhóm ngành midcap đánh tốt. Và trong một cái góc độ khác thì nhóm ngành cổ phiếu vốn hóa lớn hiện tại cũng đang nằm những cái hỗ trợ rất là sâu, và khi cái nhóm ngành này mà nó vì chính vì nó nằm ở hỗ trợ sâu và khi mà nó bật lại á, thì như vậy nó sẽ rất là ok về mặt điểm số và nó sẽ giúp cho thị trường của chúng ta sẽ có thêm ở những cái giao dịch khởi sắc hơn. Nó còn trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại trong bản tin tuần video số 134 thì chúng ta đã nói những cái gì liên quan đến thị trường tuần từ ngày 11 đến ngày 15, có đánh giá những cái đánh giá khá là căn bản về VFTI, than, gỗ, thép, bất động sản,
và đánh giá về mặt hỗ trợ và về mặt kỹ thuật của thị trường chung. Thì đối với chỉ số VN30 thì cũng có lấy mốc 1225, sau đó thì biên 1213 đến 1215, cái này là đánh bị nhầm. Ở 1225, 1213, 1215 thì chúng ta có thể quay trở lại đây. Đối đây là biểu đồ chỉ số VN30 các anh chị. Trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì VN30 đã chính thức là bị thủng luôn cái vùng 1215 và nó bắt đầu đi giằng co. Đó, bắt đầu đi giằng co ở vùng 1213, 1215. Và sau đó thì nó khoảng tầm 13 giờ 10 thì nó bị đánh mất cái vùng 1213. Và khi cái vùng 1213 bị mất thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1200 đến vùng 1205. Và rất may trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 đã không thủng vùng 1200. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là phiên giao dịch của tin đồn liên quan đến họ cổ phiếu nhà Vincom, họ cổ phiếu nhà Vic có vấn đề. Đó thì là thị trường đã lợi dụng cái tin này và họ đã sọt xuống đây. Còn đối với chỉ số phái sinh thì cũng có nói đến vùng 1210 và 1210 thì chúng ta sẽ nhìn đến phái sinh ở đây. Thì vùng 1220 đây các anh chị, đây là mở zoom to cái này ra một tí. Thì đây là trạng phái sinh trong tuần vừa qua, thì vùng 1220 là nó đã tạo gap giảm ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và sau đó thì nó xuống đến vùng 1210. Và khi 1210 bị thủng thì chắc chắn là vùng 1200 đến 1205 thôi, đó là cái biên hỗ trợ tiếp theo. Mà cũng rất là may mắn trong phiên giao dịch của ngày 11 là cái chỉ số này nó đã có những cái thời điểm nó bị bung và sau đó nó đã rút chân lại được, lấy lại được, và trong phiên giao dịch của ngày 12 thì nó bắt đầu có tín hiệu phục hồi. Đó. Còn đối với chỉ số VN-Index đúng không ạ? Thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là vùng 1160 đến khoảng vùng 1163. Và sâu hơn khi mà vùng 1160 mà bị phá thì lúc đó chúng ta phải xác định là vùng 1145 đến 1150 chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ quay trở lại test đáy lần hai. Thì đây đây là vùng 1160 đến 1163. Trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì index của chúng ta đã có cái sự giằng co ở quanh vùng 1160, và sau khi mà vùng 1160 nó bị mất. Đó, 1160 bị mất thì chúng ta phải xác định là vùng 1145 đến 1150. Đó các anh chị, thì nó index của chúng ta chạm đúng vùng 115 mà 1145 và sau đó nó bắt đầu gì ạ? Bắt đầu phục hồi trong phiên giao dịch của ngày 12, tức là phiên giao dịch của tin đồn kết thúc. Đó. Thì bắt đầu index của chúng ta bắt đầu không? Tăng trở lại. Như vậy trong tuần vừa qua thì các cái vùng dự báo về mặt chỉ số VN Index tương đối khá là sát. Đó, còn chỉ số VN30 thì chỉ có khi nó bị bung ở những cái VN30 phái sinh, khi nó bung ở những cái hỗ trợ mà chúng ta phân tích ở đó thì nó sẽ đi về cái hỗ trợ sâu hơn. Và liên tục cập nhật những cái phân tích đó ở trong các cái bản tin hàng ngày là sẽ có phân tích. Đó, ví dụ đấy, tí nữa ông sẽ tìm. Còn đối với vùng kháng cự thì chúng ta có nói đến VN30 và phái sinh ở quanh vùng 1240. Index thì chúng ta sẽ có kháng cự ở vùng 1185 đến 1190 và cao hơn sẽ là vùng 1205 đến vùng 1210. Thì trong tuần vừa qua thì index của chúng ta là lên được đến vùng kháng cự 1185 đến 1190. Đây các anh chị, đây là 1190, đây là 1185 ở đây. Thì phiên kết tuần thì nó mới leo lên được cái kháng cự này. Tuy nhiên là khi về đến kháng cự này thì nó cũng không có đủ lực để công cái kháng cự tiếp theo ở vùng 1200 đến 1205. Còn đối với VN30 và phái sinh trong tuần vừa qua thì nó chỉ leo lên được cái vùng kháng cự ở một vùng 1230 điểm thôi và nó chưa thể lên được vùng 1240. Trên góc độ kỹ thuật trong tuần tới thì chúng ta sẽ dự báo như thế nào? Thứ nhất là chúng ta dự báo về mặt hỗ trợ đi. Thì index chúng ta sẽ có xu hướng kiểm tra lại vùng 1170 đến vùng 1175 lần hai. Và sau đó trong trường hợp nếu thủng 1170 thì nó sẽ hướng đến vùng 1155 đến 1160. Đây là vùng kiểm tra hợp lý của chỉ số VN Index. Đồng thời chúng ta sẽ nói đến hỗ trợ trước các anh chị nhé, hỗ trợ trước. Còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ có dự kiến ở vùng 1213 đến 1215, đó nó sẽ test lại ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Sau đó thì nó sẽ có thể kiểm tra lại ở vùng 1208. Đó, 1208 đó là cái mốc hỗ trợ kỹ thuật của VN30. Đối với phái sinh thì chúng ta sẽ có ở 1206, 1207, đây là vùng dự test, và sâu hơn thì phái sinh sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 1200 điểm thêm một lần nữa.
Trên cơ sở mà nó giữ được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy á, thì chúng ta sẽ có những cái vùng kháng cự, đó là đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ tính ở vùng 1230, sau đó sẽ là vùng 1240. Phái sinh sẽ là công lại kháng cự ở đây sẽ là vùng 1220 và sau đó sẽ công lên vùng 1230 đến 1235. Đối với chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ tiếp tục công lại vùng kháng cự của chúng ta ở đây đã phân tích ở trong tuần cũ, đó là vùng 1190 1185 đến 1190, và khỏe hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng 1200 đến 1205, đó là những vùng kháng cự mà không có thay đổi trong bản tin tuần này. Ok, bản tin tuần này như vậy là đã kết thúc và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong các cái bản điểm tin tiếp theo. Trên trên bản tin tuần các anh chị lưu ý là chúng ta có những cái phần hiển thị ở đây, thì các anh chị có thể là thứ nhất là link để chúng ta đăng ký mở tài khoản này, về tham gia team cùng Lê này, và các cái nhóm hỗ trợ về mặt cộng đồng ở đây thì các anh chị có thể đăng ký tham gia. Và ở bên dưới thì chúng ta có thể đặt các cái câu hỏi và ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời các anh chị, để chúng ta có được những góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất trong quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.